2017. Ngày hôm nay Sam rất là vui vì có thể giới thiệu được một người đã tham gia biệt đội thám tử, đó là một soái ca Lincoln. Lincoln ơi, giới thiệu gì vậy em với bạn này nè nè. Ê mới nha, mới nha. Chúng ta là một gia đình nè, nè. Gia đình nè. Mấy các bạn đâu à, thì nói chung là mỗi một người thì là sẽ có một khoảng thời gian. Nói chung mà ném qua đi nè Lincoln. Dạ xin chào mọi người, thì mình là Lincoln. Thật ra hôm nay thì vô trong cái không khí của du lịch kỳ thú này thì rất là gì kỳ thú cưng, cái gì kỳ thú, du lịch kỳ thú. Nói rõ ra nói đúng, người ta bắt hỏi vậy đi, thông cảm đi, người ta cũng ở bên nước ngoài về đó, cái hình à, quê Trung Quê phải không? Trung Quê với Sĩ Thanh Pháp mà. Ủa Pháp mà, Trung Quê với Sĩ Thanh. Lincoln còn không biết chữ ưu điểm nghĩa là gì nữa đúng không? Ưu điểm là nó tiêu cực đúng không? Ừ đúng rồi đó, đúng rồi đó, vậy là được đó. Nè chương trình tại sao đưa một cái thám tử em nói nhỏ tiếng Việt vô vậy? Nói đi, giao qua đây để người ta tập trung. Khuyết điểm thì hơi bị lung lay lúc mà bị chạm vô vậy nè. Là khuyết điểm là mê gái chứ gì, nói quạch toẹt ra là vậy. Ừ, không phải là dễ dãi. Là dễ dãi. Nói cái từ Bảo từ ơi, cực. Bảo hồi trước cũng như vậy đó Bảo. Không hề nha, đừng nha, không có bất kỳ cái thước phim mà vậy hết nha. Bảo là vô cùng là cứng rắn nha. Đúng rồi. Không phải là dựa giọng nữa. Vô là cho đó nha. Nhớ cái thôi mình im lặng đi. Rồi ưu điểm đi. Ưu điểm thì nói chung là em học rất nhanh, thể thao thì môn gì em chơi cũng được hết. Thí dụ kể. Giỏi thì em có võ. Quay cái số này là có phát cho Lan Kinh 20.000 để tiền cổ vũ rồi. Còn đam mê một cái nữa thì như là chỉ là là ho hả? Lên cơm chẳng có tay mọi người. Đây là một thám tử tiềm năng nhất mà thư ký cảm thấy có thể trọng dụng trong thời gian sắp tới. Ê, đại chơi nè. Còn kế bên, đây là Miko Lan Trinh, khỏi nói thám tử mê trai. Nè, bây giờ hai chàng trai, một là có gia đình, một là độc thân. Ba Xô là người thám tử được khán giả ưu ái nhất và yêu thích nhất. Đó là điều đó đơn giản như chỉ vậy thôi. Coi Bảo, chúc đi, bao nhiêu kia action. Rồi. Không, Bảo thầm lặng lắm, người đàn ông ta ít nói lắm, người ta lúc nào cũng chỉ là ở lại phía sau mà thôi. Nói gì nghe lại phía sau một cô gái chưa? Nó đó. Hôm nay là gọi là thám tử nguy hiểm. Tất cả các bạn đâu có một điều, tôi chính là thư ký linh hồn của chương trình du lịch kỳ thú, nếu không có tôi không có chương trình này hết. Ý là chỉ có Sĩ Thanh là chương trình này mới có thôi đúng không? Thôi mình đi về đi. Đi về hết nè, đi về hết nè. Đi về hết nè. Ôi bây giờ mình chỉ nói quên quên đó mọi người ơi, mọi người hãy lề lại với Sĩ Thanh nè. Nói một cái câu kiểu em bỏ hết tất cả mọi người. Hay quá. Thôi được rồi, trở lại với chương trình. Thì tuần trước đã có hai cái nhiệm vụ mà bí mật, thì bây giờ Sĩ Thanh sẽ đọc cái nhiệm vụ đó và cũng như là thám tử đã được giao cái tuần trước. Nhiệm vụ đầu tiên cũng sẽ là một nhiệm vụ cho một thám tử mới tanh ra trận đầu tiên. Nội dung như sau. Chào chị thư ký đáng yêu cùng các thám tử vô nhộn. Em là Nguyễn Thị Diễm Trân, 19 tuổi. Em là một cô gái rất thích sự lãng mạn, mà em thấy chẳng có gì là lãng mạn bằng việc hai người đang yêu đứng dưới một khung cảnh đầy tuyết rơi. Ơi bên kia bên này mới đúng nè, bên kia sai quá sai. Anh ơi em lạnh quá anh ơi. Em thấy tôi cô đơn lắm anh ơi. Trời tuyết ghê kìa. Ước gì có thể được trải nghiệm một cảm giác như vậy và chụp lại được hình ảnh đó càng tuyệt vời hơn. Em nghe nói cái thám tử của du lịch kỳ thú cái gì cũng làm được, cho nên muốn nhờ cái thám tử giúp em. Nhiệm vụ này sẽ thuộc về Quang Bảo. Xin mời Quang Bảo. Đúng rồi. Để xem tôi có làm gì ra ngô ra khoai không. Lần đầu tiên ra trận mà giao cái nhiệm vụ rất là đơn giản, đó chính là tìm tuyết rơi ở Sài Gòn. Ừ, cảm ơn thư ký rất nhiều. Biết chọn người ghê. Thì thực ra đây là một cái nhiệm vụ mà lúc đầu nghe thì tưởng chừng như là không thể thực hiện được. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, qua bà đó từng nói, không có cái gì là chúng ta không thể làm được cả. Mà đặc biệt là với một cái bộ óc lúc nào cũng tư duy thông minh và nhanh nhạy như Quang Bảo đây, thì chắc chắn là chuyện gì cũng có thể được cả. Quý vị muốn biết gì vậy? Nói tiếp đi. Làm cái gì vậy? Nói nữa là bay á. Không, tao phải nhanh nhẹn tao liếc qua không? Lỡ gì tao né liền hiểu không? Đó. Còn nếu như quý vị muốn biết là nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào thì ngay bây giờ xin mời xem clip. Đôi khi á
là cá nhân Bảo nghĩ là ở đây là có một cái thuyết âm mưu gì đó của các thám tử khác. Mọi người nghĩ đi, trời ơi, cái nắng mặt trời như thế này, 37 độ như thế này thì lấy đâu ra tuyết mà đưa cho Bảo thực hiện. Nhưng mà rồi thì cái gì nó cũng phải có lý do của nó cả. Bởi vì chắc là mọi người đã biết được rằng là Quang Bảo là một người rất là tinh ranh, rất là thông minh. Cho nên bạn biết cách làm thế nào để có thể giúp cho cô ấy có thể đạt được ước mơ của mình. Chào em. Trong kia luôn. Lấy được gì lấy vô. Wow. Bạn đẹp lắm, không ai. Đúng như Quang Bảo nói, một cái rất là xinh đẹp. Nhưng mà người ta nói là thương là người đẹp thì người ta sẽ rất là dễ thương. Vì lý do gì mà em lại làm cái nhiệm vụ nó khó đến như vậy vậy hả? Tại vì em bị mê phim, coi rất là nhiều phim và rất là lãng mạn trong những cảnh tuyết. Anh thấy có lẽ ngày hôm nay định mệnh rồi đó. Anh với em mặc đồ khá là hợp với nhau về màu sắc. Thấy chưa, tôi nói cái gì nó cũng có thể dễ dàng đối với tôi hết trơn á. Là ngay bây giờ tôi sẽ tạo ra tuyết ở trong cái khung cảnh như thế này và chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình, được không? Giữa trời nắng nóng oi bức như này chứ sao nữa, không gì là không thể đối với thám tử Quang Bảo cả. Em sẵn sàng chưa? Dạ, để em xem sao. Em xem sao đúng không? Rồi, em nhắm mắt lại đi. Anh sẽ phải làm cái điều này một chút xíu để mà có thể phù hợp với em hơn. Ok. Dạ. Yeah. Ok, em nhắm mắt lại đi. Ta da. Wow. Biến quá trong tắt. Chụp hình cùng với nhau dưới tuyết. Đúng không? Xong về ghép cùng từ sớm. Nhìn đi, nhìn đi, thấy chưa? Thấy chưa? Only tôi tự cảm thấy cái chuyện này nó không có ổn lắm đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì xịt tuyết vô trong điện thoại chụp không được luôn rồi. Nhưng mà không sao, cuối cùng anh mới chụp được một tấm hình rồi em à. Ít ra thì chúng ta cũng lấy được một khung cảnh rất là lãng mạn, em thấy không? Dạ lãng mạn. Cho người ta coi cái hình. Sao tự nhiên cái mặt em biến sắc thay đổi đi kỳ vậy? Em hình như em dính tuyết hơi nhiều đúng không? Để anh lấy tuyết ra cho. Má cạn lời luôn. Sao vậy? Sai quá sai rồi. Ủa sao là sai, sai là sao em? Trong bức thư em đã nói là em muốn dưới một khung cảnh lạnh, tuyết, thật. Trong khung cảnh rất là lãng mạn, lạnh chứ không phải là giữa ánh nắng chói chang như vậy mà dùng này xịt, xịt giả như vậy. Bây giờ thôi em lấy tấm hình này em chụp cũng được. Anh là thám tử mà, anh phải có cách mọi thứ để làm thực hiện cái mơ của em chứ. Thì đúng là anh là thám tử nhưng mà đây là lần đầu tiên anh làm, em biết không? Đó thì còn những cái sơ suất, còn những cái thiếu sót, em biết không? Để em suy nghĩ, để em suy nghĩ. Để lên Google. Có tuyết rơi ở Sài Gòn. Cái này là mới luôn, anh mới phát hiện ra là nằm ở trong Sài Gòn mình có một nơi mà sẽ có tuyết thật cho em luôn đây nè, em thấy không? Đó. Xin được giới thiệu với em, đây chính là nơi mà sẽ có tuyết giữa Sài Gòn cho em, đó chính là Snowtown Sài Gòn. Không chỉ là một cảnh đâu nha, có rất là nhiều điều thú vị ở trong đây. Rồi, đây. Xong. 2, 3. Paris. Yep. Đuối đuối. Chơi chọi tuyết. Đánh lộn lắm luôn. Đá thiệt. Đá thiệt. Trời ơi. Thật ra đối với những ai mà họ chưa thấy tuyết á thì họ đều rất là tưởng tượng những cảnh rất là tuyết rơi rất là nhiều, rất là đẹp. Nhưng mà thật ra tuyết á là kết cấu của nước thôi, đông đặc lại thành đá bào. Đó thì khi mà rớt xuống đất nó thành đá vậy thôi. Xanh hay đỏ? Đỏ. Đỏ phải không? Rồi cho hộp đồ luôn nè, anh lấy màu xanh. Rồi. À. Có này cho anh hộp hơn nè. Cháu anh đó hả? Chứ dễ là biết cái tính của Quang Bảo rồi. Thôi tự tin xíu. Rồi không sao, ok. Để lành, để lành. Thì đó là phải giữ cái dây chặt vô nha. Rồi chưa, chưa. Nắm ở dưới đây nè. Nắm dưới này hả? Nắm dưới này. Hồi lưu lại cái sao chứ anh. 3, 2, 1. Woo, woo. Tựa cái này giống như đang bạo đá vậy. Hai chân cà xuống kìa. Nhưng mà các bạn khán giả lưu ý nha, nếu các bạn khán giả muốn đi chơi cái trò này á thì tuyệt nhiên là các bạn phải mặc hai cái quần. Phải đem theo hai cái quần kia, bây giờ là ướt hết quần rồi.
thêm một điều lưu ý nữa, thêm một điều lưu ý là khi các bạn đi vào đây á là các bạn phải đem thêm một cái găng tay nữa các bạn nhá, để mình tránh cái trường hợp mà tay chúng ta lạnh quá mà không chơi được nữa. Chuyện với bạn gái có hành động nữa không? Động tác đầu tiên là mình dang cái chân ra một chút xíu, dang cái chân ra. Dang cái chân ra. Rồi dang chân ra. Khó trượt lắm. Ôi Bảo có trượt từ trên xuống dưới không? Có. Trượt dập mặt lắm. Coi đi. Chúng ta làm nhẹ nhàng ha. Cái này trong Conan có nè. Rồi. Rồi rồi trai. Đứng lên mới cực kìa. Ờ khó đứng lên lắm. Chắc chắn rằng bạn sẽ có những cái cú ngã rất là nhớ đời. Em thấy đi chơi sao vui không? Dạ vui, quá tuyệt vời. Cuối cùng cũng thực hiện được cái ước muốn bấy lâu nay. Bản thân Bảo á cũng là một cái lần đầu tiên được trải nghiệm tuyết ở Việt Nam. Thì phải thấy được rằng là hình như đây là cái nơi đầu tiên mà có tuyết luôn đúng không? À, thì ra Snowtown á là một cái mô hình mà được mua bản quyền trực tiếp từ Nhật Bản. Wow. À, thì đây là cái Snowtown thứ hai. À, đầu tiên là cái Snowtown Thái Lan và thứ hai là Snowtown Việt Nam. Thì cái ở Thái Lan thì nó chỉ rộng 3.000 m², còn ở thành phố Hồ Chí Minh là nó rộng 4.000 m², bao gồm nhiều tiện ích khác nhau. Trong đây á là mọi người thường hay băn khoăn cái chuyện á là tuyết thì giống như đá bào vậy đó. Vậy thì liệu rằng là đúng không, em cảm thấy là giống như đá bào vậy, mình đổ siro vô cái là ăn được liền chưa? Nhìn cảm giác là muốn quen siro vô luôn. Nhưng mà như vậy thì á là cái chất liệu làm nên cái tuyết đó nó đảm bảo sức khỏe cho mọi người không? Bởi vì sức khỏe là cũng một điều rất là quan tâm, và đặc biệt là những phụ huynh có em nhỏ ở đây. Thực ra thì cái đối tượng khách hàng mà bên Hà mong muốn hướng tới là các gia đình có trẻ nhỏ, thì họ sẽ được trải nghiệm lần đầu tiên với tuyết, cũng như các bé cũng có sự trải nghiệm đầu tiên. Nhưng mà thực chất ra thì cái này là theo chuẩn công nghệ của Nhật Bản. Họ mang, nói chung là trang thiết bị sẽ được nhập từ bên Nhật hết. Toàn bộ những cái quy trình và cái chất lượng đều được theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Do đó nên là các bé có thể vui chơi mà không ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mà cũng khuyến cáo là các bé đừng ăn, tại vì ổng mình đi lên á. À, dơ thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà các thám tử thân mến, nếu như mà các thám tử có người yêu hoặc là sắp sửa có người yêu thì nhớ lại đến Snowtown để mà cùng tham gia cùng tất cả mọi người nha. Ok. Hay là mình đi nhá. Em ơi, ở đây ai thấy tuyết rồi, thấy tuyết thật rồi. Trời sao không có hai cô gái mình, chưa mà em thấy sao vậy? Tụi mình không có ai dẫn đi coi nè. Bảo là thấy một lần là ở bên Úc, lần thứ hai là thấy ở bên Trung Quốc. Mà lúc đó là âm 8 độ ở bên Trung Quốc luôn. Mà ngày xưa Bảo từng có một cái bài viết á là ví tuyết giống như là người yêu của mình vậy đó. Bởi vì khi mà chúng ta chưa có, rất là đẹp đúng không? Chúng ta chưa có, rất là mong đợi nó. Rồi khi mà thấy được những cái hạt tuyết đầu tiên mà rơi, những bông tuyết đầu tiên mà rơi xuống á, thì coi như là cảm giác nó rất là đã, lần đầu tiên được chạm vào, được cầm cái tuyết nó vừa rơi, nó rớt trên tay, nó đưa tay ra, nâng niu nhẹ nhàng giống như là mình được chạm vào người yêu của mình vậy đó. Nhưng rồi tới lúc mà tuyết tan á thì giống như đúng nghĩa là kết thúc một cuộc tình luôn á, coi như là bao nhiêu cái thứ dơ nhuốc nham nhuốc nhất. Nói nghe nè, tại vì cái cuộc tình của bạn nó dơ vuốt. Không phải, không phải, ý là đây là tại vì cái bước chân mình lên, đúng không? Chúng ta ví thôi. Cái cuộc tình của tôi nó kết thúc nó cũng đẹp lắm, nên bạn không có ví được như một cuộc tình. Sao kết thúc vậy? Tại vì Trinh không đẹp nữa hả? Cái gì? Là nhiều người vẫn nói là tuyết dơ tan mà dơ lắm mà. Đúng rồi, tại vì thật ra nó là bụi, nó sự kết hợp của bụi rồi giày dép chúng ta đi ở ngoài đường á, thì nó dĩ nhiên là làm cho nó là nước mà. Nó là nước làm đông lại thì khi mà đi vậy thì nó là dơ. Sình, nó giống sình vậy. Nó giống như sình vậy. Hồi nãy Bảo nói là cái tuyết là giống như người yêu đúng không? Ừ. Cái giờ nó tệ nhất cái lúc mà nước nó chảy á, nó đóng thành băng nữa, cái đi ai cũng trượt té bể đầu hết. Đó là cái cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng mà ở địa điểm này thì không. Lúc nào cũng được bảo quản rất là kỹ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai. Sang sẽ đọc ngay sau đây. Xin chào những thám tử tài ba của chương trình du lịch kỳ thú. Em tên là Trần Văn Minh, 21 tuổi. Đang học khoa thiết kế thời trang của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em là con trai 100% nha. Nhưng lại yêu thích môn đan móc. Em rất muốn tìm hiểu và theo học môn nữ công này một cách nghiêm túc, nhưng rất ngại bị mọi người chọc ghẹo. Bây giờ em muốn nhờ thám tử nào men nhất, đẹp trai nhất của chương trình kiểm chứng giúp em. Đàn ông có thể khéo tay và thành công trong lĩnh vực này được không? Để em có thể tự tin hơn khi đeo đuổi đam mê của mình.
thì cái người đàn ông mà đẹp trai nhất, chuẩn men nhất, đó thì sao bạn sai quá vậy thư ký? Tôi thấy bạn sai nhất trong cái nhiệm vụ này luôn á. Ủa, người ta chưa công bố cái tên mà sao vậy? Sẽ lỡ lầm giao tôi nhìn là tôi biết rồi. Bác Du, trời ơi, trời ra cái chuyện. Thôi thì bây giờ cái chuyến đi của Bác Du như thế nào thì mời mọi người xem clip. Dạ. Dễ chuẩn men kìa. Tóc này phải đẹp không? Ủa sao mặc cái áo luôn vậy? Tôi có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy được một điều là ngay cả việc phụ nữ làm được thì đàn ông chúng tôi vẫn có thể làm được. Trước mặt tôi là những cuộn len và tôi có khả năng đan len. Đầu tiên chúng ta sẽ nối len vào một đầu của cái cây đan len. Bước tiếp theo là chúng ta chập hai cây lại. Đó, tôi biết rồi. Dòng qua, dòng tới, dòng lui, dòng tới, dòng lui. Chúng ta đang chéo nhau. Đó, một bước tiếp theo, hai cứ làm sao biết hay qua vậy? Lại qua thôi, lại cái gì mà bác không biết, chúng ta sẽ được một cái hình như vậy. Không là không thấy nè, thấy ra gì không biết. Đây ngồi đây, bây giờ để khẳng định một lần nữa cho khán giả của chương trình biết bạn thật sự là chuẩn men, chúng ta thử một vài cái để chứng minh được không? Bạn có thể coi giùm tôi cái đế giày bạn có dính gì không? À, thử vậy là biết chuẩn men rồi. Tại tôi nghe nói thôi, nếu như mà ai ấy á thì người ta sẽ coi đế giày bạn. Ủa vậy hả? Thì tôi đã xác định được bạn chuẩn men. Rồi, vô, bước tiếp. Thầy có thể dạy cho em cũng như bạn Minh một những cái bước cơ bản để làm ra một sản phẩm nhỏ và xinh xắn để có thể tặng cho người thân không ạ? À, sẵn sàng, và Minh có Minh bà Dột chắc chắn sẽ làm được trong vòng khoảng 15 phút. Thầy đảm bảo nha. Rồi đảm bảo. Rồi, dạ. Rồi em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Ủa nãy em bà Dột kêu có đan được cái nón này mà. À, anh á hả? À, thực ra là hồi nãy là anh chém gió thôi. Chứ cái bước đầu tiên nó như thế nào anh còn không biết nữa thì nói chứ mà làm ra cái nón. Xe bằng tay trái ra. Xe bằng tay trái ra. Ngón kế út lên. Ngón kế út lên. Ngón kế út ràng giống như Lai Đình Chủ. Dạ, như Lai Đình Chủ. Rồi đặt sợi chỉ từ ngón út đi lên. Đặt sợi chỉ từ ngón út đi lên. Rồi cầm cái đuôi sợi chỉ. Đưa kim vô hay là đặt cái kim nằm trên à? Dạ. Quấn sợi chỉ. Quấn sợi chỉ. Rồi, lôi sợi chỉ qua cái vòng. Lôi sợi chỉ qua cái thấy. Nè nè. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh đó tôi ạ. Trong những cái trò này mình không thể nào mất kiên nhẫn được. Em quen tay rồi anh ơi. Em quen tay rồi. Khi mà mình quen tay nè, mình đi mình khỏi cần, mình móc khỏi cần quan sát luôn. À, anh làm em tủi thân luôn. Không, từ từ. Đó, đừng có giỡn với anh luôn. Anh vô làm xấu xấu vậy cũng được một mớ rồi nè, 2 tiếng rưỡi đồng hồ chứ ít hỏi gì. Tính ra vậy anh là người đầu tiên làm về cái ngành này đúng không anh? Nói đầu tiên á thì anh không chắc chắn, nhưng mà có thể nói là anh tiên phong về cái sản phẩm về hoa này. Thường là các bạn làm móc những bông hoa có thể là gắn lên áo, làm băng đô hoặc là trang trí lên giỏ. Nhưng mà hoa để cắm vào trang trí không gian sống thì chắc chắn là anh là một trong những người đầu tiên. Cái môn này mình chỉ cần được cầm được sợi chỉ và cây kim là chắc chắn mình làm được tất cả sản phẩm. Rồi cái nào cái này đơn giản chuyện nhỏ. Lẽ em đàn ông làm được. Rồi xoay đúng rồi. Này giống như mình làm điện ở nhà anh. Mà cuộn dây điện chứ. Dĩ nhiên là thường là cái bông mà nào mà nó có sự phá cách, có sự đổi mới là nó phải đẹp thôi. Nó lạ, nó đẹp. Ấn tượng là thôi, nó ấn tượng thôi, dạ. Chứ chưa chắc là đẹp. Dạ. Rồi, đó của bà Dược. Nèo. Đây là hoa của thầy nha. Đây, đây là hoa của bạn Minh. Đây là hoa của Bazo. Hoa Bazo nhớ là đặc biệt hơn ha. Đặc biệt là có 7 cánh thôi. Nó rụng hết một cánh. Không quay cận không, cái... Không quay cận thì đây, cận luôn. Đây đây đây, tặng đi. Cho một cành không? Cái này Bazo làm đâu? Thôi không lấy cái của Bazo làm đâu. Cái này đẹp. Cái nào mà có 8 cánh á là người ta làm, cái của Bazo có 7 cánh thôi. Ờ nè, tôi đang giữ cái hàng chi nó ủ sao xấu dữ. Mà nó không đều nữa chứ mọi người. Mà một cái cánh này là Bazo tốn bao nhiêu lâu để mà làm một? Một cái cánh á mà Bazo làm khoảng chừng 2 tiếng á. Sao? Một cái cánh hả? Bazo làm thì 2 tiếng nhưng mà anh đó làm thì khoảng mất 3 phút. Rồi tự nhiên gắn cái bông của Bazo lên, giảm đi khuôn mặt dễ sợ luôn á.
hả? Ê bậy ơi. Trời, nó có một cái sự phủ phàng vô cùng đối với nó ha mà tôi làm. Bây giờ hỏi trong đây có ai đã từng đăng lên chưa? Ngoài cái nhân vật ở trên đó thì ở đây chưa ai đăng lên hết. Thật sự mà tôi cảm nhận cái bộ môn này tôi nhìn nó cảm thấy nó hơi buồn. Cái hình ảnh mà lại đang nghĩ như hình ảnh tự nhiên đăng lên cái nghĩ tới một mẹ già ngồi cầm cụa đăng lên. Gì vậy trời? Không, nhưng mà có khi không mình đang cho người yêu. Có khi mình đang cho người yêu, mình đang một cái nón, một cái khăn trải nói cho người yêu mà. Tặng một món quà. Trinh thì chưa có đăng lên tặng ai hết á, nhưng mà Trinh được tặng đồ đăng lên rồi. Ở đây cũng vậy. Nhưng mà lại mắc cười một cái là cái này là do một bạn nữ tặng cho cái bạn trai đó, xong rồi bạn trai đó lấy cái đồ đó đem tặng cho tôi. Vậy mà cũng kể được. Nhưng mà có một điều thế này. Mình là hả? Cái công việc mà đăng lên á thì thường trong trí tưởng tượng của chúng ta đều là chắc chắn là phụ nữ sẽ làm cái điều đó đúng không? Còn đàn ông sẽ không bao giờ làm đâu. Nhưng thực tế minh chứng lại thì những người đàn ông mà làm cái chuyện này còn giỏi hơn cả phụ nữ nữa. Chính xác. Ê, nhưng mà thực ra là có cái điều gì mà đàn ông làm dở phụ nữ đâu. Nếu mà đúng, xác chính xác nha. Các bạn biết không, một đóa hoa như vậy có khoảng chừng hơn 20 bông. Thì cái giá bán nó rất là cao, từ 500 đến 1 triệu cho một đóa hoa như vậy. Bởi vì nó tất cần tật làm bằng tay hết, cho nên là giá rất là cao. Đó. Ok. Đầu tiên đó là đánh giá cho phần chuyến đi lỡ mạn cùng với khán giả của Quang Bảo. Lần đầu tiên ra vô của Quang Bảo. 1, 2, 3. Ồ. Sao tự nhiên cái nhẹ nhàng vậy? Không, tôi ủng hộ cho bạn lần đầu tiên ra trận. Mình hiểu bạn rồi. Cái chuyến đi của bạn khủng đó, không có thú vị lắm. Mình đặt nói người ta về tới mình nè. Tới mình chắc chắn là đen nhiều rồi. Sao lại chuyến đi của Bezo và đen đen móc? 1, 2, 3. Đéo cũng. Em không thích ở đây là tự nhiên từ cái ý này mà Bảo suy luận ra là môn nào là cũng đàn ông giỏi mà giỏi hơn phụ nữ. Vậy nếu vậy sao giao bản đen cho Bảo mà tự nhiên giao bản đi cho tôi. Rồi bây giờ thám tử nhận được huy chương xuất sắc thám tử của tuần đã thuộc về thám tử Quang Bảo. Chào Quang Bảo, chào Quang Bảo. Là nhiều thư từ xếp hàng xếp chồng thư ký đọc, bởi vậy thư ký là một người rất là cực khổ. Trong cái chương trình du lịch kỳ thú này mọi người phải thương tôi, trời yêu ơi, tôi tới giờ đó. Lá thư đầu tiên có nội dung như sau: chào các thám tử, em là Nguyễn Mậu Vinh, 20 tuổi, ở Bình Thạnh. Em được biết có một màn xiếc chồng đầu của Việt Nam vừa phá kỷ lục thế giới. Em rất thần tượng nên em mong chương trình giúp em gặp gỡ tìm hiểu về hai diễn viên xiếc và màn chồng đầu thú vị này. Rồi, tôi biết cặp đôi này. Vậy hả? Tôi chưa biết. Đạt kỷ lục thế giới đàng hoàng nha. Hai anh em ruột. Tôi biết hai anh này rồi. Hấp dẫn quá. Tiếp. Em thắc mắc là liệu người thường có thể chồng đầu đi bậc thang được không? Hay chỉ có các nghệ sĩ xiếc mới thực sự thực hiện được thôi? Và đã thực hiện được thì quá trình tập luyện như thế nào? Mong các thám tử giúp em. Em cảm ơn anh chị thám tử nhiều lắm. Hai cái này đi mấy cái bậc thang đó. Lá thư thứ hai nữa cũng hấp dẫn không kém. Chào chị thư ký Sĩ Thanh, em là Trần Thị Mạnh Linh, 19 tuổi. Em đang là sinh viên, hiện nay đang ở trọ cùng với mấy người bạn. Ở quê thì không sao, chứ ở đây tụi em ớn nhất là chuyện ăn uống. Vì ăn cơm bụi giá rẻ thường không có sạch sẽ lắm. Vì vậy mà tụi em muốn tự trồng rau để ăn cho đã bảo. Nhưng lại không biết cách trồng như thế nào mà chỗ ở tụi em lại nhỏ nữa, nên mong các thám tử bày cái cách này giúp em. Cái này hay. Nhưng mà tôi thích trồng cây á, cho tôi trồng cây đi. Trồng cây gì? Trồng cây si á hả? Trồng cây rau sạch. Bảo có nghề và rất là có thâm niên về ba cái chuyện mà rau đó. Cảm ơn bà Châu ơi. Coi thường Lincoln vậy, Lincoln ở đây biết đâu cũng ăn rau nhiều. Phải không? Rau thường là em có thích ăn rau không Lincoln? Thích ăn rau nhiều. Chắc kêu Lincoln kể tên rau coi biết được bao nhiêu nè. Rau kể tên thử coi, biết rau gì? Epinal. Thấy giờ là nó quá được. Epinal. Làm hiểu rồi, Việt Nam rồi. Epinal chỉ có nước ngoài thôi. Epinal là mình xay ra rồi mình ăn đồ đúng không? Epinal là không có ở Việt Nam. Cái gì mà là Epinal? Epina. Ủa, bạn này biết tiếng Anh nhiều lắm chứ. Tôi không biết rau đó. Không, thông cảm đi, tiếng Anh chứ không có chuyên rau. Ta chuyên hàng thông chứ không có chuyên rau. Là mốt. Rồi, là mốt. Bỏ đi cơ, bỏ đi cái rau, chị không biết luôn ơi. Không biết cái rau nào mà chị vẽ hình dung cái nào. Rồi, thôi, nói chuyện là đủ rồi, hiểu rồi. Bỏ đi, quay bảo. Còn cái nhiệm vụ mà
chồng đầu hấp dẫn, vừa hai cặp vừa phá kỷ luật nè. Em đi, Trinh đi, Trinh đi, Trinh luôn đi, cho Trinh đi, cho Trinh đi, cho Trinh đi, 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 Trinh, cho Trinh đi. Em biết, tôi đang suy nghĩ thế này. Tại vì thật ra cái nhiệm vụ này người ta, đối với cái người mà tham gia chơi á, người ta là đạt kỷ lục rồi. Mà cái đội thám tử mình mà bây giờ mà đi là chỉ có mang nhục thôi. Cho nên mà phải cử một cái người nào đó ra chịu trách nhiệm về cái sự nhục này. À đúng rồi, nhục không, nhất. Nhưng mà Trinh à, hai người đó là body 6 múi đẹp lắm. Ừ, cho Trinh đi, cho Trinh đi, đi, Trinh chịu nhục, nhục luôn, nhục. Nhưng mà Trinh ơi, cái nhiệm vụ đó rất là nguy hiểm, Trinh hiểu không? Rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ một thám tử mà hay đi tìm hiểu những cái nhiệm vụ, những cái trò chơi mà nhục nhục gọi là mạo hiểm khó khó thì ta có anh Hoàng Rapper nha. Ở bơ á hả? Ở trong đi đi cũng được. Nhiều khi cái hai cái người đó cùng cái lứa tuổi dễ nói chuyện hiểu không? Thôi để cuối cùng thì nhiệm vụ tuần sau sẽ được cho Quang Bảo và anh Hoàng Rapper. Kính thưa quý vị, chương trình tới đây cũng đã hết thời gian rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư vào chương trình cũng như đón xem du lịch kỳ thú vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.